Rồi, okay, xin chào các bác. Thì trên tay em đây đang là con LG V30. Thì con này nó là bản Hàn các bác nhé. Có biểu tượng BNL ở đây này. Và con này là bản K. Thì các bác biết rồi, chính cái con V30 này ấy, nó mới là cái con mà gọi là hot nhất cái thời điểm mà nó ra mắt luôn các bạn. Tại vì thứ nhất là nó bắt đầu làm cổng Type-C này. Và nó làm cái màn hình ấy, nó không có cái khuyết điểm nào ấy. Đấy, cho nên là hồi đấy nó rất là hot luôn và rất nhiều là nhiều anh em mà truy tìm nó. Em cũng thấy thôi, đợt đấy em cũng cũng có truy tìm con này, đợt đấy ra nó tầm khoảng khoảng 10 12 13 triệu luôn, nhưng mà không có hàng để mua các bạn. Đấy. Cho nên con này nó mới là con rất là hot, hot hơn con V50 nhiều. Có điều là con này sau này nó bị cái hiện tượng là bị màn nó bị hơi hơi loang loang ấy. À, thì các bác không thích thôi, nhưng thực ra là nó vẫn rất là đẹp nha các bác nha, không vấn đề gì đâu. Thì đây em cũng đang có một con rất là đẹp luôn, thì em sẽ show cho các bác cái ngoại hình luôn các bác nhé. Thì con này ấy, em cũng không cần phải tháo ra đâu, tại vì các bác nhìn thấy đây này, đây còn nguyên cái tem của bên Dũng Sky này. Đấy, không phải là PR cho cái shop này đâu nha các bác nhé. Thì em mua mua con máy này là của người dùng của thằng em, nó ngay ở đây thôi. Thì nó còn cái tem này thì em cũng cứ để vậy thôi, cho nên cũng chả cần phải tháo ra. Và con máy này em chỉ bán 1,5 triệu thôi thì cũng chả cần phải tháo ra đâu các bác yên tâm. Chắc chắn một điều là nó còn rất là ngon luôn. Thì đây đây là cái hình của nó đây. Thì trước tiên ấy, con này là màu xanh nha các bác nhá. Đấy, thì các bác nhìn này, cái mặt lưng nó còn rất là mới luôn, gần như không có vết xước nào cả. Đấy, các bác nhìn này, cụm cam cũng thế này. Đấy, các bác nhìn nào, cụm cam mình không có vết xước nào luôn đó, rất là đẹp luôn các bác nhá. Các bác không phải lo cái chuyện mặt lưng này, cả đây là mặt cạnh đáy này, đấy, cạnh đáy cũng thế đây các bác, rất là đẹp luôn, không có vết xước nào luôn các bác nhá. Ngay cả cái cục sạc này cũng rất là gần như không có chảy nhá các bác nhá. Đấy, ok các bác cứ yên tâm, các góc này còn còn mới tinh luôn, không có vết xước nào luôn. Đây là cái cạnh cạnh trái đây, các bác cũng thấy thế này, nó gần nó phải nói là không có vết xước nào luôn. Có chăng một vài cái điểm rất là bé đây thôi, để rất là bé thôi. Đấy, đây, đây, chỗ này có một điểm chấm này, rất là bé thôi. Đấy. Đấy, các bác rất là đẹp luôn. Góc thứ là không hề có xước gì cả nha nha, không có hết xước gì cả. Đó. Cạnh trên này, cạnh trên cũng thế, rất là đẹp luôn. Đấy, rất là đẹp luôn các bạn. À, cái điện thì nó hơi khó nhìn thôi, nhưng mà các yên tâm, nó rất là đẹp luôn. Đấy. Đấy, rất là đẹp luôn. Đó, rất là đẹp nét luôn các bác nhé. Còn đây là cạnh phải đây, cạnh bãi phải thế nhá, nó rất là đẹp nét luôn. Đấy. Nói chung là nó cũng có một vài cái điểm gọi là đây là kiểu phẩy phẩy như này này, nhưng mà nó rất là bé thôi, mà phải soi vào cái ánh điện nó chiếu vào nó mới phản phản chiếu lại được. Đấy. Thì nói chung là mặt lưng và cái khung này rất đẹp thôi, còn con này nó chỉ hơi xấu ở cái phần mặt trước này, nó có một vài cái vết xước. Đây em cũng sẽ sâu cho bác luôn. Đây phải lau thật kỹ đi, thì nhiều khi nó là vết bẩn thì các bác lại tưởng nó là xước. Thì nó có vài vết xước các bạn. Đây thì nó có vài vết xước lông mèo đây này. Đây, đây là một vết này, chỗ này là vết này, chỗ này là vết này, hơi khó nhìn nhỉ. Đây 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 đấy, nói chung là đây em sâu toàn bộ cái mặt trước cho các bác xem này, để mặt trước nó quan trọng mà. Đây các bác thấy không, nó đương nhiên là cũng có vài cái xước lông mèo ở cái mặt trước này đó, là có nha các bác nhá. À, tuy nhiên ấy, thì nó cũng không phải là xước be bét đâu, không phải là xấu quá đâu. Đây nó mỗi cái vết này là lớn nhất thôi này. Đấy, còn lại thì nó bé bé và nó cũng rất là bình thường thôi. Đấy, nói chung là con này thì ngoại hình của nó là rất là đẹp luôn ấy. Nếu mà chỉ có mỗi cái vết xước này là xấu thôi, chứ còn mọi cái nó đều rất là đẹp luôn. Đây mặt trước mình soi lại cho các bác lần nữa cho các bác yên tâm. Đấy, nó có vài cái vết xước lông mèo nha các bác nhé. Đó thì đấy, thì em sẽ test cái chức năng của nó thôi, em không phải tháo cái máy ra cho nên em test chức năng nó cũng nhanh thôi. Thì trước tiên nên là cái vân tay thì là bình thường hết các bác nhé. Đây vân tay thì em phải phải ở tại vì đây là đời cũ mà, cho nên phải phải vào hẳn cái này, cái là vân tay này. Đấy.
Đây, đây em đang để bàn tay nhé, bàn tay bình thường hết các bạn nhé. Ok, đấy, mở và khóa bàn tay này, mở bàn tay này. Đấy, các bác biết rồi, cái vân tay này nhiều hồi xưa thì nhiều ông chê, nhưng mà thực ra là khi mà dùng rồi mới biết là cái vân tay nó ở sau lưng này nó rất là tiện luôn, kể cả bác dùng tay trái hay tay phải ấy, thì nó cũng đặt cái ngón trỏ này vào ngay cái vân tay luôn các bạn, rất là sướng luôn. Bây giờ em vẫn thích cái kiểu này, nhưng mà giờ lại giờ giờ con V60 lại không làm nữa, V50 vẫn còn dùng vẫn sướng lắm. Rồi thì vân tay ok này, camera này, camera thì trước này vẫn ok hết nhau nha, rộng luôn này, sau này camera sau thì con này chỉ có góc rộng và góc chính thôi, thì nó vẫn rất là nét các bác nhá, vẫn rất là nét luôn, không vấn đề gì cả. Rồi còn cái gì nữa nào, wifi này, wifi này bình thường các bác nhá, wifi này, sim sóng này, đây có LTE bình thường này, nghe gọi này, em đang dùng cái sim Viettel nhé các bác nhé, đây, tiệm cận này bình thường này, này. Đó. Thì tại vì dạo này ấy, cái bên bên Viettel người ta làm cái gì ấy, cho nên là hay nhiều máy của anh em dùng là hay bị không dùng được sim Viettel lắm, cho nên là phải dùng cái sim Viettel để test cho chắc ăn. Rồi còn cái gì nữa nào? Rồi vào hẳn trong đi. Rồi. Đây. Tiếp cận này, ánh sáng này, bình thường này, các phím bấm này. Đó, bình thường hết nhé. Chuông này, chuông hơi buồn cười. Rung này, rung rất mạnh các bác nhé. Xoay ngang, xoay dọc này, bình thường này. Mic này, này có hai mic các bác nhé. Mic còn bình thường các bác nhé. Các bác nghe nó sẽ hơi bé. Đấy. Đấy, cái mic trên thì nó hơi to. Đấy. Con V50 cũng thế các bạn. Là cảm ứng này. Rồi, cảm ứng bình thường hết các bạn nhé. Áp suất thì con này không còn đâu. Đây em test luôn này. Nó lâu quá rồi mà, nó không còn đâu. Đấy, cho nên các bác mà cần áp suất thì con này không còn. Nhưng mà các bác cứ thoải mái nhé, các bác về thích tháo ra để kiểm tra các linh kiện bên trong cứ về tháo thoải mái các bác nhé, máy em bán ra thì cứ thoải mái luôn. Rồi à, còn test cái màn hình đây quan trọng là à, cái con này mới có Android 9 các bạn, cho nên là đây này, số lần sạc pin có 81 này, nhưng mà thực sự là cái số này nó không chính xác đâu, cho các bác đừng quan tâm, ngay cả cái này cũng thế thôi này. Đây này, cái con này ấy, cái thông số pin của nó là 3.300 mà các bác, thì đây là 3.333.12 luôn này. Đấy, cái thông số này chỉ là để các bác xem cho vui thôi, chứ em thấy nó cũng không có giá trị thực tế đâu. Rồi, còn quan trọng là đây cái màn hình này. Đây cái màn hình con này thì các bác yên tâm nhé, nó chưa hề có bị lưu ảnh gì đâu, chưa hề có lưu ảnh gì, chưa hề có lưu ảnh, chưa hề. Mà thậm chí con này nhá, em thấy là nó không bị loang màu ấy, nó màu màu nó rất là đều luôn ấy. Và kể cả các bác nghiêng góc này, đấy các bác thấy không? Nghiêng góc các thứ này nó đều không bị đổi màu này. Đấy, cho các bác yên tâm, cái đồ này nó là đồ zin rất là đẹp luôn, cho các bác phải lo. Đấy, không thấy bị loang màu luôn các bạn, hơi hay phết. Nói chung là con V30 thì nhiều con bị không nhá, bị cái kiểu loang màu ấy, con này không bị. Rồi. Đây còn cái sạc đây, cũng phải test luôn cái sạc cho các bác yên tâm. Đây là sạc A2C là 18W này. Đấy. Nó nhận sạc nhanh bình thường nhé các bác nhé. Đấy, sạc nhanh bình thường này. Độ chiều này. Đấy, nhận sạc nhanh bình thường này các bác. Rồi, còn đây là cái cổng C2C này, 25W này. Đấy. Đấy, nó nhận pin 04 luôn này. Đấy, rất là ghê gớm. Đó. Ok các bác, nó là bình thường hết các bác nhá. Con này thì chắc chắn một điều là không hề có cái lỗi vặt nào cả. Đấy và à quên, và cũng nói luôn là thật sự là nhiều anh em giờ đến giờ còn dùng con V30 ấy, em nghĩ có một phần lớn là do cái chip âm thanh trên con này, tại vì 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 cái con V30 là cái con cuối cùng mà LG còn hợp tác với hãng B&O này này để mà làm cái âm thanh tinh chỉnh cho cái DC của con này. Thì
Em cũng nói luôn là chất âm trên con V30 này, nếu mà em đang nói nghe bằng tai nghe nhé, thì là nó sẽ hơi tối hơn so với những con đằng sau như kiểu là V40 hay là G7 hay là V50, V60, nó sẽ hơi tối hơn thôi nhá. Nhưng mà nó lại phù hợp với cho các bác nghe những cái thể loại nhạc trữ tình, nhạc vàng ấy, thì các bác lại thích nghe cái chất âm nó hơi tối tối như vậy. Đấy thì nhiều bác vẫn thích nghe kiểu như vậy, cho nên là con này nó vẫn rất là có giá trị nhá. Tại vì em nghĩ là cái người Việt Nam mình ấy thì là hay nghe cái nhạc trữ tình, nhạc vàng nhiều hơn, cho nên là nếu như mà để bảo là nghe bằng bằng tai nghe trên con này nó vẫn có gì đó thú vị các bạn đấy, cho nên là nhiều anh em nghe vẫn thích nghe bằng con này đấy, và mua con này về chủ yếu để làm máy phụ và nghe nhạc đấy. Thì em đây em sẽ cắm cái tai nghe vào cho các bác nghe, tại vì cái này nó là cái rất là quan trọng để các bác nghe nhạc đấy. Đấy thì các bạn thấy không, DC bình thường thôi nhé. Đấy, vào đây thì kiểm tra DC cho các bác xem luôn. Đây đây, DC bình thường các bác nhé, có cả 3D nhưng mà cái này thì không 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 có bật lên, nó hơi ảo đấy, và em sẽ nghe bằng cái YouTube luôn, bật cái wifi lên không thì mạng yếu lắm. Đây nghe bằng YouTube luôn các bác nhé. Đấy thì nó đang nghe bình thường đấy các bác nhé, cắm vào nó nghe bình thường mà có hai file này. Đấy, đang nghe bình thường các bác nhé. Đấy, clip đang chạy bình thường. Nhiều tại vì nhiều con ấy, em bán nhiều con với nhiều con LG mà. Cái loại mà có chip DC thì nhiều, thường thoảng có con nó bị hiện tượng mà nó chết cái chip DC, mà cứ cắm cái tai nghe này vào bật DC lên nó cứ giật 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 giật, giật nó không chạy được. Đấy thì nó hay bị lỗi như vậy, thì vẫn phải test kỹ lại cho các bác xem nhé. Đấy, rồi ok, rút ra dừng này. Đó. Chạy này. Đấy. Ok các bác nhé, thì các bác yên tâm, em không nghe cái nhạc nhiều đâu, tại vì dính đến nhạc nó sẽ bị mất bản quyền, nó dính bản quyền ấy. Ok, xem còn cái gì để test nữa nhỉ, sim sóng bình thường hết các bác nhé, để em tìm xem còn cái gì test nữa không các bạn. Và cái đặt thôi, nói chung là chả có cái gì để test đâu các bạn, và các bác cũng thấy vừa rồi đấy, lắp pin con này còn rất là tốt nha các bác nhé. Nãy từ đầu clip giờ là có 44 giờ, nó phải là 43, nó rất là tốt luôn đấy. Và pin con này nếu mà so sánh với con G8 thì nó còn ngon hơn đấy các bạn. Đấy, và con này thì lành, chả có vấn đề gì luôn các bạn, nó chả có vấn lỗi gì luôn đấy. Thực sự là B30 cực kỳ lành luôn, và nó rất là nhỏ gọn luôn, cầm nó nhẹ và rất là nhỏ gọn, và các bác làm mà làm máy phụ thì tuyệt vời luôn. Đấy. Ok các bác, thì bác nào cần thì liên lạc với em ở cái số điện thoại em ở góc màn hình các bác nhé. Chào các bác.